Giỏi quá ta, đi chợ về hả? Mệt không? Gần mà, đi xe, con đi xe điện mà đúng không? Rồi con để lên coi con mua gì cho mẹ coi. Rồi con nói coi, con mua gì con nói coi. Kem không mua cho em. Nói lớn lên cái gì? Cái này kem không mua cho em. Nó mắc cỡ không bà cô chú. Như xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của ba mẹ con Như nha. Vì nó mắc cỡ ấy. Hai trứng của mẹ nè, trứng mẹ chiên cho em ăn. Con mua trứng cho mẹ chiên cho em ha. Dạ. Rồi hai cái gì xanh xanh đó đưa lên coi. Hai trái bí. Hai trái bí, hai trái bí nhiêu Dạ. tiền? Như tiền ta. 16 đồng trái. Hai Cái gì nữa? 420 đồng. Ủa trời, bốn trái chanh 20 đồng hả? Con mua chanh về làm gì vậy? Mua chanh về là bánh tráng à? Làm bánh tráng trộn hả? Dạ. Ừ. Mẹ có rang muối á. Dạ. Rồi cái gì nữa đâu? Này mai con ăn đi học. Nay mai con ăn sáng đi học. Dạ. Hai trái trứng này là cho con với em. Con mua hai trứng đó cho em chứ con hả? Dạ. Ôi sang quá ha, tự mua trứng luôn ha. Rồi giờ mẹ nấu cơm ăn ha. Con để dành cái bịch đó lần sau đi mua đồ nữa hả? Dạ. Ừ, giỏi. Thì hôm nay ba mẹ con của Như sẽ ăn canh bí với lại cá bạc má chiên ha. Như làm sẵn rồi, đợi Vi về thôi. Giờ ăn cái này canh bí với nấu với tôm với lại cá bạc má chiên với chiên trứng cho Si hả Vi hả? Dạ. Bây giờ mẹ cắt bí hả Vi ha? Dạ. Mẹ cắt bí còn con đi bắt cái son nước lên giùm mẹ nha. Xong rồi mẹ bằm tôm mẹ bỏ vô. Dạ. Ha. Mở bếp lên cho mẹ chưa? Rồi. Mở bếp lên rồi hả? Xong rồi con đi lấy cái tô. Con đập ra bốn cái trứng ra. Bốn trứng đủ ba mẹ con mình ăn. Si nó ăn nhiều trứng lắm à. Trứng hôm nay bự quá Vi. Trứng hôm nay to quá ha. Con mua 4 cái trứng hay 6 cái? Sáu Vi bỏ muối vô rồi hả? sáu. Muối với gì nữa? Dạ. Muối không à? Muối không. Đừng bỏ gì thêm á, chỉ miếng muối thôi con. Ăn vậy nó mới có cái đặc trưng của cái vị trứng á. Bỏ bí vô. Rồi. Lần này là lần đầu mà mình ăn bí để giỗ đúng không? Ừ, mẹ nghe ông bà cô chú anh chị với lại các bạn ở trên Facebook ông gì TikTok á, cái gì quên rồi, YouTube á. Nói lộn. Ê, kêu là để cái giỏ ăn ngon hơn ha. Thế là mẹ mẹ để thử coi, mẹ nghĩ chắc là ngon tại vì cái Con giỏ cũng này nghĩ. nó giòn mà. Ừ, con cũng nghĩ vậy. Ừ, nó dằn nước vào bên cái chảo kia. Vì biết mẹ bỏ gì vô không? À, con đoán là bột mì. Bột mì á, con biết mẹ bỏ bột mì chi không? À, con nghĩ là cho nó không có văng. Chính xác, mẹ bỏ vô cho nó đừng có văng ha. Còn một Dạ. chút nữa chiên con cá nó cũng rất là giòn luôn. Dạ. Lát con ăn thử coi sao nha. Ok. Giờ mẹ bỏ cá vô ha. Hả, nó Thế, bớt nó bớt văng thì kìa. nó bớt văng ha. Dạ. Mốt lớn là nhớ cái bài học mà mẹ dạy nha. Dạ. Cái này thì mẹ cũng học từ ở trên mạng á. Ok. Này, con cắt cái hành này cho mẹ nấu canh nha. Ừ, con cắt đi. Đây ha. Cắt xa xuống sâu xíu nữa. Đây, đây. Ừ, nhiêu đó là đủ nấu nồi canh này. Đỡ tốn hai mươi mấy đồng tiền điện ha. Rồi con đi rửa cho mẹ luôn đi. Rửa sơ sơ thôi, con không cần sạch đâu. Tại vì hành này nó không có dơ, mình trồng trong nhà mà. Vì thích nấu ăn không con? Thích nấu ăn hả? Cái này là canh bí với tôm đây, Như nấu xong rồi ha. Đây là cá chiên, cá bạc má chiên. Vậy chỉ ướp muối với một xíu cà no thôi. Còn cái này là trứng cho Si, tại vì Si rất là thích. Và Vi cũng thích luôn.
Chị hai thì giỏi lắm, đi chợ về còn phụ mẹ nấu ăn, giờ còn dọn cơm ra bới cơm ha. Dạ. Còn Si khỏe chưa con? Khỏe chưa? Dạ khỏe. Vậy giờ mẹ con mình ăn cơm ha. Xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với ba mẹ con của Như nha. À, hai đứa con ăn đi. Đói thì cứ ăn đi, đói lắm rồi đúng không? Hôm nay là có rất là nhiều cơm với bí luôn ha. Mẹ giúp con lấy trứng nè. Con. Lấy trứng là con hả? Con mẹ lấy. Con nữa. Cho con nguyên một miếng to luôn á, công sức đi chợ ha. Còn con thì không có đi chợ nhưng mà ăn nhiều vô để uống thuốc đặng mau hết bệnh đặng đi về Việt Nam ha. Đấy. Nó nói thắt Sumit Care là cảm ơn rất nhiều ở tiếng Thụy Điển đó mọi người. Mẹ cũng ăn miếng trứng cho. Sao mẹ ăn nhỏ quá vậy? Ừ, mẹ ăn nhỏ hả? Ừ, trứng này vi vi pha ăn vừa ăn á Vi. Con đánh lên nó chiên nó mềm á. Mềm sớm. Thì con đánh lên lâu quá. Rất là ngon. Bây giờ mẹ gỡ xương cá cho hai đứa ha. Dạ, con không ăn cá. Ui. Cá này là ngon lắm nha, hôm bữa con thích ăn lắm á, con quên rồi hả Si? Ăn với canh rau quá Si, con quên hả? Con quên này hả? Lần trước mẹ mua con ăn nhiều lắm á, con quên đúng không? Chị hai là thích ăn cá này lắm hả con? Mẹ bỏ vô nhưng mà con có xương là con gỡ ra phụ mẹ nha. Tại vì con tự gỡ được mà đúng không? Mẹ gỡ ra trên hai bên á. Rồi còn cái xương nhỏ là con tự gỡ ra ha. Con không ăn hả? Không ăn mẹ không ép. Ngon hả con ha? Cá chiên ngon. Con ăn này con thấy mẹ bỏ bột mì vô cái lớp da của nó là có phải là ngon không? Ngon lắm. Mẹ là xương cá nhỏ vậy là mẹ nhai xương luôn á Tùng Bi. Giòn. Mẹ ăn cái bụng có xương à, còn cái này mẹ cho con. Mẹ tí nữa mẹ cho con với em Si, con với em tiền qua quán mua mua nước nước uống. Mua nước mà cái loại nước đá nhuyễn đó đúng không? Siro bào đúng không? Dạ. Nhiều nước bào. Bao nhiêu một ly? Bao nhiêu một ly đá bào? Không, 20 25 đồng gì. Vậy hả? Dạ. Thì lát mẹ cho tiền hai đứa đi mua ha. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Con nói cảm ơn tiếng Việt Nam. Cảm ơn. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá rồi. Ngon không con? Ăn hoài được cả không ăn không không chờ được. Mẹ lấy bí cho con nha. Ăn rau vô. Con là giỏi á. Con ăn rau được là giỏi á. Có mẹ thấy có nhiều anh chị 10 tuổi luôn mà không chịu ăn rau á. Con ăn rau như đẹp vậy là rất là giỏi đó con. Có sức khỏe. Nhưng mà về phải ăn. Có, chị hai là không cần ép, chị hai mua về đặng chị hai ăn mà. Con đừng 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 đụng, để mẹ bỏ cho chị. Bỏ cho con ha. Nóng mà. Mẹ cũng chan tí canh. Hôm nay Như để cái giỏ bí xanh nấu luôn cả nhà. Như nghĩ là chắc nó ngon tại vì người Thụy Điển họ cũng để cái giỏ bí để mà họ xào á. Thì hôm trước Như Như gọt hết. Có nhiều anh chị bảo là Như ơi để cái giỏ, hôm nay Như để phân nửa giỏ thôi. Con thấy cũng không khác gì lắm, ăn cũng ngon. Ngon đúng không con? Để cái giỏ ăn rất là giòn. Giòn giòn hơn xíu. Ngon quá từng vị rồi. Cái nước bí nó ra ngọt đó con. Con ăn hết cái đó đi, múc nha.
canh ngon vô quá. uống canh cho mẹ nha. Đó, ngon quá luôn rồi. Không quá luôn rồi hả? Bà này nghịch lắm à? Nghịch lắm à? Thiệt mà. À, cá bạc má này thì như mua ở tiệm của cái chú kia, chú giao tới chỗ anh chị, cô chú anh chị giao tới chỗ cho Như. Là mẹ con của Như hôm bữa xách từ dưới đất lên đó, là cá bạc má này nè. Xin con ăn một tí cá thôi, rất là ngon. Xin nhất quyết là không ha. Có nhiều xương không nhai được, tự nhiên nó bị dài quá, chiên nó chưa có giòn lắm á, nên là nhai không được. Trứng, trứng nữa hả? Xì lại đảo trứng thôi ha, xì ha. Thêm miếng nữa ha. Con không biết trứng nữa hả? Dạ. Hai đứa bữa nay đói bụng lắm hay sao, hay làm ăn cái này ngon? Vừa ngon vừa đói bụng. Vừa ngon vừa đói bụng hả? Ừ. Thì sáng thì ba mẹ con ăn cái bánh nướng, cái bánh nướng của Thụy Điển á, bột mì với trứng á, thì ăn cái bánh đó chứ không có cơm, không có cá, cho nên là chiều này mới ăn cái này, cho nên là tụi nó ăn rất là ngon. Mẹ cũng ăn rất là ngon đó Tùng Vi. Ở với mẹ vui không? Vui. Ủa đâu có hỏi. Không hỏi nhưng mà trả lời cũng được. Nên mẹ nói giỡn mà. Mẹ nói giỡn á. Mẹ hỏi chị hai xong là mẹ hỏi con á. Mà chưa hỏi. Mẹ nói giỡn á. Con kêu có. Có. Ừ. Con biết ngay mà nói con sang. Con nói là con biết ngay là mẹ sẽ hỏi con sau đó mà. Ăn canh rồi con. Nước bí rồi ra ngon. Khi Như quay cái video này thì Như nghĩ là mình sẽ để cái âm thanh gốc từ đầu cho tới cuối video. Nhưng khi mà Như ngồi Như chỉnh lại cái video á, thì có quá nhiều cảm xúc. Như nhớ lại cái kỷ niệm của mình với lại hai em và mẹ. Lúc mà ba mẹ chia tay thì ba đi có vợ khác, có một gia đình mới, có thêm một dòng con nữa. Thì lúc đó Như ở với mẹ cũng giống như y như cái bữa ăn bây giờ. Mẹ Như cũng nấu cơm, rồi Như cũng phụ mẹ, cũng ăn cơm với cá biển và trứng chiên. Không biết tại sao nó lại trùng hợp như vậy. Thì ngày xưa thì không có cái canh bí xanh này, mà là canh chùm ngót với lại mồng tơi của Như với em Như hái ở ngoài hiên nhà đem vô cho mẹ nấu canh. Thì trong cái tô canh này nó có tôm, nhưng mà ngày xưa là không có tôm. Nhưng mà ăn thì trên bàn ăn thì vẫn nở nụ cười giống như y như là ba mẹ con như bây giờ. Và Như với lại hai em cũng quấn quýt bên mẹ khi mà chờ mẹ ăn cơm xong, rồi cũng nói chuyện rất là vui. Mẹ của Như thì không có nói chuyện dịu dàng ngọt ngào, nhưng mà đối với Như, mẹ là nhất.
Hình như hy vọng là thời gian sắp tới đây Như về Việt Nam Như có thể làm cái gì đó cho mẹ. Như cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video này. Xem ba mẹ con của Như ăn cơm và lắng nghe Như chia sẻ tâm sự. Như xin chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình yên bên gia đình. Ngon quá, bữa cơm mình chất lượng luôn á. Đơn giản nhưng mà ngon. Đơn giản nhưng mà ngon hả con? Làm đơn giản nhưng mà ngon. Làm đơn giản nhưng mà ngon. Si nói là làm đơn giản nhưng mà ngon. Dễ nhanh nữa. Dễ nhanh nữa. Trời ơi, cô, ông bà cô chú, anh chị, các bạn thấy Si nói chuyện không? Làm đơn giản nhưng mà ngon, mà nhanh nữa. Ngon thiệt. Ngon ha. Thì bây giờ mình ăn xong rồi. Tạm biệt ông bà cô chú và các vị anh. Giờ ba mẹ con mình chào nè. Xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye. Chào kia.